Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế. Khi những đơn đặt hàng ngày càng ít dần thì bắt buộc các công ty phải cắt giảm nhân lực. Nỗi lo mất việc hay thất nghiệp ngày càng đè nặng lên đôi vai của người lao động. Đã 11 năm làm việc tại khu công nghiệp Nam Thăng Long, chưa khi nào cuộc sống của gia đình anh Việt lại trở nên khó khăn đến như thế. Dịch bệnh xảy ra khiến các đơn hàng của công ty giảm dần, thu nhập theo đó cũng giảm theo. Sinh hoạt phí của cả gia đình, rồi còn cả khoản chi cho bé con đang trong tuổi lớn, càng làm những trách nhiệm trên vai nặng hơn. Hai vợ chồng chia nhau làm ca, người làm sáng, người làm tối để giữ việc, cải thiện thu nhập và cũng để có thời gian trông con. Những cái đơn hàng mà làm công tác dịch kiện toàn đơn hàng thì trong Tết thôi. Em ở trọ thì nó cũng tốn kém nhiều ấy. Là tiền gửi con đi học hết là nó cũng tốn kém. Nếu cắt giảm thì nói chung là ngành bọn em thì là bọn em cũng lo chứ. Nguồn thu khác thì bọn em không, bọn em thì công nhân thì gọi là hết tháng mới lấy lương này ạ. Còn thì dự trữ thì gọi là mỗi tháng tích góp vài triệu. Nằm ở dãy trọ phía đằng sau, đôi vợ chồng này cũng vừa trở về nhà sau một ngày lao động. Người chồng chạy ra chợ mua đồ ăn cho bữa tối, còn vợ anh thì tranh thủ gọi điện về quê để thăm hỏi con. Hai đứa con học cấp 1 phải xa bố mẹ trong những năm tháng cần sự dạy bảo nhất. Họ cũng muốn được ở gần chăm sóc các con, nhưng lương hai vợ chồng trả tiền thuê nhà, điện nước rồi tiền học phí thì không kham nổi. Bây giờ chúng tôi chẳng biết làm gì, chắc mới về quê dịch này, mỗi tiền ăn tiền trọ của hai vợ chồng cũng phải 3-4 triệu. Có nhiều thứ phải chi trả ở quê, còn bố mẹ già với hai đứa con. Trong những ngày tháng dịch bệnh, những suy nghĩ lo lắng về việc công ty giảm hỗ trợ, cho nghỉ làm cứ cuộn lên trong lòng những con người nơi xóm trọ này. Nhưng nghĩ mãi rồi cũng chẳng thay đổi được, nên với họ cứ qua ngày nào thì hay ngày đó. Cũng bởi dịch mà tương lai vốn đã chẳng mấy chắc chắn, nay lại càng bấp bênh.